Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được đồng hành với tất cả quý vị và các bạn trong một video tiếp theo trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Kính thưa quý vị, hiện tại phía trước màn hình của anh chị đó là khu đô thị Vạn Phúc City thuộc thành phố Thủ Đức. Trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng ở bên trong khu đô thị này để cập nhật hình ảnh trực tiếp cũng như là những thông tin mới về thị trường bất động sản, cụ thể là ở tại khu đô thị Vạn Phúc City này. Kính thưa quý vị, như anh chị cũng biết, bức tranh thị trường bất động sản từ cuối năm 2022 cho đến năm nay là năm 2023 dường như cũng không được như kỳ vọng. Rất là nhiều thông tin thị trường bất động sản không tốt, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường bất động sản đang đứng bên bờ vực thẳm, vân vân. Rất nhiều yếu tố đã đẩy thị trường bất động sản dường như đang chết lặng trong thời điểm hiện tại. Và trong ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel sẽ ghi hình ở tại khu đô thị này để gửi đến cho quý vị và các bạn thấy được cái sự khó khăn, cái sự chênh vênh và cái sự bấp bênh của thị trường bất động sản như thế nào. Và những hình ảnh này chúng ta sẽ thấy được hàng loạt căn shop house trên trục đường chính này ở tại khu đô thị Vạn Phúc City này, nhà phố, shop house, biệt thự, nhà liền kề đều tê liệt, không thể nào cho thuê được và giá cho thuê cũng rất là cao luôn. Thật sự mà nói thì thị trường bất động sản đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà đầu tư, nhà đầu cơ. Và đặc biệt đâu đó vẫn còn phản phất rất là nhiều cái nhu cầu mua nhà ở của cái phân khúc trung bình trở xuống. Có nghĩa là người có khả năng tài chánh ở cái mức là tầm dưới 4 tỷ trở về thì thị trường bất động sản chưa thể đáp ứng được cái phân khúc thị trường này, kính thưa quý vị. Phải nói nhiều sàn giao dịch bất động sản, nhiều nhân viên môi giới họ phải bỏ ra rất là nhiều tiền. Họ bỏ rất nhiều tiền để họ chạy quảng cáo, họ tốn chi phí rất cao. Và sản phẩm thì họ bán không ra. Không ít công ty buộc phải đóng cửa, không ít công ty buộc phải phá sản, đóng cửa văn phòng, đóng cửa chi nhánh, cắt giảm nhân sự, cắt giảm lương và thậm chí là không trả lương cho nhân viên kinh doanh bất động sản môi giới, bởi vì thị trường bất động sản đóng băng, họ không thể nào ra được sản phẩm thì dĩ nhiên là họ không có tiền. Và phải nói những tháng cuối năm rồi, chúng ta đang bước vào tháng 10, giữa tháng 10 năm 2023 rồi quý vị, mà phải nói thị trường bất động sản đã làm cho người giàu cũng phải khóc. Không những khóc ít mà khóc ròng, khóc mãi, rất là đau khổ luôn. Người giàu cũng khổ luôn thì thật sự rất là khó tin. Nhiều công ty đang ở trong cái thời kỳ phải cầm cự, phải theo dõi tình hình thị trường bất động sản, vượt qua rất là nhiều thách thức như hiện nay. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng thị trường bất động sản đang rơi vào một cái cơn sốc. Thị trường bất động sản đang rơi vào một thời kỳ khủng hoảng điên cuồng. Điên cuồng ở đây là không phải điên cuồng về nhà đầu tư, mà điên cuồng về cái giá trị của bất động sản đó, nó đã nhảy vọt lên gấp 4-5 lần. Cho nên khi mà người ta đã ôm cái đống tài sản này, người ta không ra được, cô chú anh chị. Phải nói phía bên tay phải và phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn sẽ thấy được hàng loạt căn nhà phố, hàng loạt căn shop house 3 tầng, 4 tầng phải đóng cửa cho thuê, đóng triền miên. Và như chúng ta cũng biết thì giá cho thuê ở tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Nhung ở trong khu đô thị Vạn Phúc City này, chúng ta sẽ thấy rằng với những cái mặt bằng
với những căn shop house mà diện tích 100 mét vuông thì giá khoảng 38 triệu đồng một tháng, 5 nhân 20, 100 mét vuông. Còn đối với những căn shop house, những căn nhà mà có 6 tầng, diện tích là 7 nhân 20, tức là 140 mét vuông, thì dĩ nhiên cái giá nó sẽ cao hơn, là khoảng tầm 60 triệu một tháng quý vị nha, 60 triệu một tháng đó, shop house này quý vị. Từ mình sẽ quay cho cô chú anh chị các bạn xem thực tế như thế nào. Người giàu cũng đành bất lực với cái một cái đống tài sản như thế này, 3 4 lầu tầng trệt 140 mét vuông, 60 triệu một tháng, 6 tầng lầu, có thang máy đầy đủ, máy lạnh đầy đủ luôn, nói chung là full nội thất. Còn đối với những căn mà diện tích 110 mét vuông, 5 nhân 20, 5 nhân 23 thì giá dao động từ 28 triệu trở lên một tháng luôn quý vị. Và đặc biệt là những căn shop house mặt tiền 7 x 20, tức là 140 mét vuông, một trệt 5 tầng, thang máy đầy đủ luôn là 50 triệu một tháng. Đó. Trong khu đô thị Vạn Phúc City này cô chú anh chị các bạn. Cho nên phải nói là có những người rất là giàu, họ có một khối tài sản bất động sản, trong đó có cả nhà đất nè, biệt thự nè, đất nền nè, phải nói là vài chục tỷ, gần cả trăm tỷ nằm trong cái khối tài sản đó. Nhưng mà nghịch lý một điều là họ không có đủ tiền để trả nợ ngân hàng, mới chết đó cô chú anh chị. Thật sự nói thì mình không tin, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì người ta có hàng chục căn biệt thự, hàng chục nhà phố liền kề, và họ đã đi vay biết bao nhiêu tiền để mà họ đầu tư, và tất cả những nguồn tiền đó họ đã đẩy vào trong cái đống tài sản bất động sản này, mà hiện nay người ta hay nói vui bất động sản đã nằm bất động luôn rồi, không thể nhúc nhích được nữa. Như anh chị cũng biết thì nhiều năm trước có rất nhiều người cũng đã dồn hết tất cả nguồn lực tài chính của gia đình, họ hàng bạn bè vay mượn ngoài thị trường chợ đen, chấp nhận trả cái mức lãi suất cao để làm gì, để họ đầu tư vào những cái mảnh đất ở xa vùng ven đô Sài Gòn. Và dĩ nhiên đầu tư thì ai cũng muốn kiếm lời, không những lời ít mà còn muốn lời gấp 2 gấp 3 lần cơ. Cho nên rất nhiều nhà đầu tư, nhiều nhà đầu cơ họ đã nhầm, họ đã dự đoán sai một cái thị trường ảo bất động sản. Cách đây 2 năm mà thôi, thời điểm mà chúng ta đang rơi vào cái tâm điểm dịch bệnh đó, thì phải nói là thị trường bất động sản mặc dù đóng băng nhưng mà giá nó cũng không phải là thấp, có thể nói là cơn sốt đất luôn. Cho nên nhiều người phải rút sổ tiết kiệm ngân hàng ra, tập trung dồn lực tài chính để mà đầu tư vào bất động sản, hy vọng sau khi mà dịch bệnh kiểm soát tốt thì thị trường bất động sản sẽ bắt đầu sôi động trở lại. Và từ đó những nhà đầu tư, những nhà đầu cơ ảo tưởng, mộng tưởng sẽ làm giàu trên cái khối tài sản mà mình đã đầu tư ra như vậy. Điều đó chỉ thành hiện thực khi mà thị trường bất động sản nó luôn luôn sôi sục và nó làm cho cái thị trường nóng lên, thì may ra bất động sản của chúng ta nó mới giải phóng nhanh liên tục thì chúng ta mới có lời được. Nhưng rất tiếc thị trường bất động sản như anh chị biết đóng băng hơn 2 năm qua. Mua căn biệt thự, mua nhiều biệt thự, đất nền, nhà phố liền kề, đành chịu chết bất lực. Cho nên phải nói là những căn nhà mà hiện nay người ta đã kêu bán liên tục, chạy quảng cáo liên tục,
và ngay cả là bán lỗ luôn. Ngày xưa mua một căn ở dưới quận 9 5 tỷ, để rồi bây giờ qua 3 năm chấp nhận bán 4 tỷ 8 luôn quý vị, bán lỗ luôn. Bán lỗ 4 tỷ 8 nha. Khu đô thị tại quận 9 ngày xưa đó, ngày nay là thành phố Thủ Đức, cách ở tại trung tâm Sài Gòn khoảng 20 km. Có rất nhiều người đầu tư cả chục tỷ vào thị trường bất động sản đó. Mua 5 tỷ, trải qua gần 3 năm bán 4 tỷ 8. Nhưng khổ một điều cũng không ai mua luôn quý vị. Đó, cho thuê nhà, cho thuê shop house. Nhưng mà quan trọng cũng chẳng ai thuê. Bỏ trống hàng loạt, bỏ trống triền miên. Phải nói một từ là bỏ trống triền miên luôn quý vị. Thì chúng ta có thể kết luận rằng là thị trường bất động sản hiện nay đã hết thời làm giàu rồi, dường như sẽ ngáp trong thời gian tới nữa. Quay trở lại với một cái vụ việc mà mua một cái khu đô thị giá 5 tỷ gần 3 năm chấp nhận bán 4 tỷ 8 nhưng không ai thèm mua luôn quý vị. Đó là sự thật, sự thật luôn. Thậm chí là những người họ gọi điện thoại tới họ trả cái mảnh đất đó còn 4 tỷ 2 thì họ mới mua. Như vậy đó quý vị, họ trả nếu mà giảm giá xuống còn khoảng 4 tỷ 2 hoặc là 4 tỷ 2 năm chục thì may ra họ mới ngồi vào để mà đàm phán, chứ chưa nói là mua dứt luôn nha. Như vậy có phải nói là người giàu đau đớn không quý vị? Mua 5 tỷ ban đầu, bán 4 tỷ 8 không ai thèm mua mà người ta trả 4 tỷ 2. Người ta mới chịu ngồi vào đàm phán để mua cái mảnh đất đó. Cách đây 20 km. Cho nên phải nói rằng cái nỗi cay đắng, cái sự cay đắng, cái sự nghiệt ngã của nhiều nhà đầu tư đã ham lợi mà đầu tư vào một cái thị trường mà có thể nói là chúng ta chưa thể nào có một cái tia hy vọng ở phía trước. Tất nhiên thì kinh doanh đầu tư bất động sản luôn luôn nó có nhiều cái sự rủi ro ở bên trong, và đôi khi chúng ta chỉ có mạnh nguồn tiền, chúng ta có nhiều tiền mạnh vững về tài chính đó, thì chúng ta mới dám đầu tư mạnh vào thị trường bất động sản. Phải nói rằng cái sự nghiệt ngã trong thời kỳ bất động sản đóng băng và đang đóng băng, và trong thời gian tới có thể là chưa tan băng, cho nên phải rao bán bất động sản với một cái giá cực kỳ mềm luôn, mềm mà chưa bao giờ có, thì may ra mới có người hỏi mua luôn quý vị. Và nhiều nhà đầu tư người ta bế tắc rồi, bế tắc thật sự, không biết phải giải quyết như thế nào đó cho thuê nhà, cho nên họ phải tìm cách bán tháo bán lỗ để họ lấy vốn đó họ trả lại cho cái nơi mà họ vay, và cụ thể là ngân hàng. Ngân hàng thì người ta có giới hạn cái thời gian, nếu không trả người ta sẽ đưa vào một cái danh sách gọi là nhóm nợ xấu hoặc là nhóm nợ khó đòi. Cho nên phải nói rằng là người giàu mặc dù là ôm một đống tài sản nhưng mà họ không có tiền mặt ở trong tay luôn quý vị, đó là sự thật. Cho nên phải nói rằng thị trường bất động sản hiện nay đã dẫn đưa những người giàu, đã dẫn đưa những nhà đầu tư, những nhà đầu cơ đi vào con đường chịu không nổi, nếu không muốn nói là sắp té xỉu rồi, xỉu thật sự rồi. Và bây giờ hiện nay ai có sức chịu đựng dai hơn, ai có sức chịu đựng vững hơn thì mới tiếp tục bám theo cái thị trường này và tiếp tục ôm. Bán không xong phải ôm thôi cô chú anh chị và các bạn, đúng không? Chứ giờ biết làm như thế nào? Ôm và chờ đợi, chờ thời cơ mới lấy lại được cái thị trường bất động sản hiện tại. Vì vậy cho nên dù sao đi chăng nữa thì mình cũng hy vọng rằng những nhà đầu tư, những nhà đầu cơ hãy tìm mọi cách
để mà giải phóng bất động sản, làm sao chúng ta thu được cái nguồn vốn để giảm bớt áp lực về vay lãi ngân hàng, để cho anh chị sẽ có được thoải mái trong cuộc sống, giảm bớt gánh nặng về tài chánh phải trả cho ngân hàng. Chứ không thì phải nói cuối năm 2023 này, một cái bức tranh về tình hình thị trường bất động sản nó cũng chưa thể hiện một cách rõ ràng hơn so với hiện tại và trước đây. Có thể nói là như vậy quý vị. Nhiều người trước đây họ mua nhà với giá tầm khoảng 3 đến 4 tỷ thôi. Và sau 10 năm thì họ bán chắc không khoảng 8 tỷ, 8 9 tỷ. Nhưng mà hiện tại thì người ta cũng kêu bán mà chẳng ai mua. Tức là người ta dự tính là mua căn nhà đó khoảng 3 4 tỷ, sau đó để 10 năm người ta bán khoảng 8 đến 9 tỷ. Nhưng mà hiện tại thì cũng không ai mua luôn quý vị, không thấy ai mua hết. Và cô chú anh chị cũng biết rồi, hiện nay với cái tình hình kinh tế nó suy thoái một cách khủng khiếp như vậy, cho nên là khi mà mua một căn nhà với giá khoảng 7 8 tỷ hoặc là 10 tỷ đi, thì thử hỏi cô chú anh chị và các bạn, bây giờ mua một căn nhà khoảng 8 tỷ, một chung cư 8 tỷ, thì anh chị cho thuê mỗi tháng giỏi lắm thì tầm 20 triệu thôi chứ cũng không hơn. Với nền kinh tế khó khăn như hiện nay, người ta không biết thuê để làm gì. Và nếu mà có cho thuê được thì cao lắm cũng chỉ từ 15 cho đến 20 triệu, 22 triệu một tháng là cao lắm rồi đó quý vị. Tôi cũng chứ đâu dám chắc là như vậy, chứ không hơn được. Cho nên chúng ta biết rằng là những căn nhà ở tại mặt phố trung tâm Sài Gòn, đất vàng, đất kim cương thì bây giờ cũng chịu thua. Mà trước đây là những mảnh đất kim cương đó là người mua bán tấp nập, nhộn nhịp và sầm uất luôn. Nhưng hiện tại thì phải nói là đành chịu thua, không làm được gì cả, đóng cửa triền miên đó. Cô chú chị và các bạn thấy không, cho thuê nhà hàng loạt, nhà phố liền kề, shop house tràn lan đại hải. Thật sự mà nói thì có rất nhiều đại gia ở tại Thảo Điền quận 2 đã đầu tư nhiều căn nhà liền kề ở dưới Vũng Tàu và Đồng Nai. Thậm chí là họ đầu tư, họ đầu cơ về những căn biệt thự luôn, biệt thự ở tại Sài Gòn này nè. Nhưng mà Tường Vũ Channel cũng biết được một số thông tin là những cái biệt thự mà họ đầu cơ giá có chục tỷ một căn. Và theo như mình biết thì nhiều biệt thự đầu cơ giá vài chục tỷ, mua rất là cao và nợ cũng rất là nhiều, nhưng hiện tại thì rất là khó bán. Đóng cửa triền miên luôn quý vị, chẳng ai ở cả, bỏ trống hàng loạt, rất là đau xót, rất là thê thảm luôn, phải nói cực kỳ thê thảm luôn quý vị. Một dãy này mấy chục căn thì chỉ có 2 3 căn có chủ sinh sống hoặc là cho thuê làm văn phòng thôi. Đau xót thật. Nhà đầu tư bất động sản vay tiền để đầu tư biệt thự ven đô, tức là đầu tư những căn biệt thự vùng ngoại ô Sài Gòn với hy vọng sẽ có lời cao sau 1 đến 2 3 năm. Cho nên những nhà đầu tư đó người ta không tính toán kỹ lưỡng thì chắc chắn sẽ trở thành một cái món nợ khủng của thị trường, món nợ khủng của những chủ đầu tư đó. Ngày hôm trước Tường Vũ Channel có làm một video clip tại khu biệt thự Vinhome Golden River. Đây có thể nói là một trong những khu biệt thự đắt nhất ở tại Sài Gòn hiện nay, với giá cao cũng lên đến 520 tỷ. Căn nhà ngay góc luôn, 470 mấy mét vuông, có hồ bơi luôn quý vị. Căn biệt thự mà trên 500 tỷ luôn, một con số khủng khiếp thật. Nghe nói là muốn té xỉu rụng rời tay chân rồi, tiền đâu mà nhiều thế. Cho nên rất nhiều người bây giờ mua căn nhà có giá khoảng
16, 17 tỷ mà không có một cái giải pháp nào về cái vấn đề kinh doanh trên cái ngôi nhà mà chúng ta bỏ ra 17, 18 tỷ đó để mua, thì chắc chắn là cái phần bù lỗ đó chúng ta phải gánh rất là nặng. Cho nên chúng ta cũng biết rằng là cái nguy cơ mà người giàu mất tiền tỷ sẽ xảy ra. Bởi vì khi mà người ta phải buộc bán tháo bán lỗ thì người ta sẽ mất tiền tỷ thôi quý vị. Cho thuê nhà nè, thấy không? Dán mãi mà có ai thuê đâu. Bởi vì giá cho thuê cũng tương đối khá cao, vài chục triệu một tháng. Trên thực tế thì hiện nay cũng có khá nhiều nhà đầu tư người ta đã lỡ mua nhiều căn nhà giá khoảng 7 tỷ. Và bây giờ thì người ta muốn bán và người ta giảm xuống còn khoảng 6 tỷ rưỡi đến 6 tỷ 6 thôi. Nhưng mà quan trọng là cũng không ai mua. Thì mình cũng phải nói rằng là thị trường bất động sản nó trầm lắng. Cho nên là nhiều nhà đầu tư người ta bán không được, người ta buộc phải cho thuê. Và nếu mà không cho thuê được thì người ta buộc phải ôm cái tài sản đó, phải giữ cái tài sản đó và hy vọng vào cái sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường bất động sản trong tương lai để mà họ tiếp tục bán với một cái giá tốt hơn, bán với một cái giá ổn định hơn và với một cái giá cao nhất. Cho nên phải nói hiện nay với tình hình thị trường bất động sản đang điêu đứng và vô cùng khó khăn. Vì vậy cho nên những cái khái niệm mà về đầu tư lướt sóng bất động sản đã không còn tồn tại với thời điểm hiện nay nữa. Bởi vì đầu tư lướt sóng bất động sản nó sẽ hạn chế được cái rủi ro tối đa. Có nghĩa là mình không có phải chịu cái tổn thất lớn về cái rủi ro khi mà chúng ta động vốn về tài chính. Vì vậy cho nên ai cũng thích là đầu tư lướt sóng nhanh trong thị trường bất động sản là vậy. Tất nhiên chúng ta phải biết rằng bất động sản nó có một chu kỳ dài hạn 8-10 năm. Và khi mà đã đóng băng thì thời gian ít nhất là phải 2 đến 3 năm. Đầu tư lướt sóng là một trong những cái dạng đầu tư mà nó mang lại một cái nguồn lợi nhuận cực kỳ cao. Và chúng ta chỉ bỏ ra một số tiền với trị giá khoảng tầm 2 đến 30% của giá trị thực của một căn nhà đó, một cái miếng đất đó. Chúng ta giữ cái chỗ đó lại. Sau đó chúng ta đi tìm khách hàng. Chúng ta đi tìm thị trường khách hàng về bất động sản, người có nhu cầu, người có quan tâm đến căn hộ lô đất đó của chúng ta đang nắm giữ mà chúng ta đã trả khoảng 20 đến 25%. Và khi đó khách hàng của chúng ta chấp nhận mua lại cái miếng đất đó, cái căn nhà đó với cái giá chênh lệch cao hơn cái giá chúng ta đang bỏ ra. Mặc dù chúng ta chỉ bỏ ra mới có 25% thôi. Đó, như vậy thì nếu chúng ta may mắn tìm được khách hàng thì dĩ nhiên chúng ta lời rồi. Đó là một trong những cái khái niệm về cái việc mà đầu tư lướt sóng bất động sản mà ai cũng mê. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.